Bố buồn cười nhỉ, bây giờ con lớn rồi con phải có không gian riêng chứ. Lần sau bố đừng làm cái chuyện vớ vẩn linh tinh này nữa đi. Đừng có làm cái chuyện gán ghép như thế đi. Hôm qua bố cái Linh còn giới thiệu con bé cho anh đấy. Nhưng mà mai bố cho Linh nghĩ là sao hả anh? Mà tối mai em đưa anh về ra mắt bố nhá. Cái gì cơ? Em thấy anh mặc nhai ổn chưa ấy? Anh thấy cứ sao sao ấy. Quá đẹp trai luôn. Bố, bố quá đáng lắm rồi đấy ạ. Linh, mày còn ngây thơ lắm con ạ. Nói tóm lại là bố không đồng ý. Bố không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Con đã có thai với anh ấy rồi. Gia đình nhà anh làm gì muốn đăng hộ đối với nhà em? Anh nói thế là sao? Đừng có nói với em là anh đang định tính bản lùi đấy nhá. Với lại bố định để cho con sinh ra sau này không có bố à? Hay là bố thử một lần bố sang nhà người ta nói chuyện hai bên đi xem nào. Hôm nay gặp mặt mới thấy cháu vừa xinh lại vừa khéo léo nữa. Dạ, cô quá khen ạ. Cái gì? Giúp việc à? Thế tôi tưởng là cháu Hải nó nói chuyện rồi chứ ạ. Bố! Bác ơi! Linh! Hải! Ngồi xuống! Mẹ cấm con không được đuổi theo nó đâu đấy! Bố! Sao vừa nãy bố lại làm như vậy? Sao bố cứ phải khiến cho mọi chuyện rối tung rối mù lên là nhà? Thế con không nghe bà ấy nói gì à? Bà ấy móc mỉa con là cái loại con gái vô giáo dục đấy. Không phải là do bố khơi mào hết mọi chuyện lên sao? Gia đình nhà mình như thế này, mày ra ngoài đường mày vơ vội thằng nào mà chả được, sao mà cứ đâm đầu vào thằng đấy thế hả con? Tình yêu mà bố cứ làm như kiểu là đồ chơi không bằng ấy nhở. Nói chung là tư tưởng của con với bố không giống nhau đâu, không thể dung hòa được đâu. Không hiểu nó cho mày ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà mày cứ đâm đầu vào nó thế hả? Bố nói cho mày biết nhá, bố cấm mày qua lại với thằng ấy nữa. Mày mà còn gặp nó ấy, bố nhốt mày luôn trong nhà đấy. Bố không có quyền cấm cản con. Bố là bố mày, trừ khi bố mày chết, còn không thì mày vẫn phải nghe lời bố. Mà con cũng không hiểu tại sao loại mẹ nói Linh như thế cơ. Thế con không thấy đấy à? Ông ấy quá khuất như thế, coi thường hai mẹ con mình, làm sao mẹ chịu được? Con biết là như thế. Thế nhưng mà Linh có tội tình gì đâu mà tại sao mẹ nói Linh như vậy? Này, con đừng vì một người dưng như thế mà cãi nhau với mẹ đấy nhá. Không phải, nhưng mà... Không có nhị nhị gì hết. Nếu con mà đi theo con bé đó thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ! Này, sao trông mặt cứ ủ rũ như là mất sổ gạo thế? Vừa hôm qua mẹ em với bố Linh cuộc khẩu chiến xong. Thế á? Như nào thế? Kể anh nghe xem nào. Ôi, xem ra là vụ này căng đấy nhở. Không ai chịu nhường nhịn ai luôn mà. Bây giờ em stress quá. Đấy, từ lúc ý đến bây giờ em không liên lạc được gì với Linh luôn. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Bây giờ bố Linh trọng hình thức như thế, thì bây giờ chú phải tìm cách nào chú chứng tỏ được năng lực bản thân cho bố Linh là xong mà. Thì khổ quá, em nói mỏi rồi mà có nghe em đâu. Thế thì mới phải tìm cách chứ. Thế mà cũng đòi quần sư. Ơ này, lẩm bẩm cái gì thế? Dạ, em nói gì đâu ạ? Của em ấy, anh hay mua ở chỗ quán quen của em ấy. Em xin, mà bố em vẫn còn căng lắm. Phía mẹ anh thì sao rồi? Linh, làm gì đấy? Con chào chú. Đi đây à? Vâng ạ. À, lúc nãy con nhờ Linh đặt hộ cốc nước cho nên là Linh lấy ship hộ con đấy ạ. Cho con ăn ké nhà chú một bữa nhá. Nhất trí thôi, suốt ngày ăn uống linh ta linh tinh. Đi vào nhà đi chú đi. Hợp tác vui vẻ. Ngon thật. Tự nhiên lại vớ được cái quả hợp đồng béo bở đấy. Sợ. Anh quyết bán cái lô đất đấy không? Ô,
bán chứ, được giá bán luôn. Xong rồi lại tăm tia một lô đất khác, đập tiền vào, bán tiếp. Thế chắc em phải bán theo anh. Cái gì? Chú mày lấy đâu ra đất mà bán? Ở cạnh lô của anh. Thú thật với anh, 2 năm trước lúc mà em lái xe cho anh ấy, thì em vô tình nghe được anh nói chuyện với khách hàng. Thế là cũng tin tưởng anh, em về em dồn hết tiền tiết kiệm của em lại, vay tiền ông bà, vay tiền bố mẹ, vay tiền họ hàng, dồn hết lại, xong rồi mua theo anh. Đấy, thế nào bây giờ trời nó thương, giá đất lên gấp 4 lần lúc trước ấy ạ. Ấy sởi, được đấy nhá. Này, chính ra chú mày cũng có cái quả con mắt nhìn xa trông rộng đấy nhá. Anh cứ quá khen. Yên tâm đi, anh sẽ giúp đỡ cho chú mày hết mình. Đi với anh ấy, chỉ có lợi, không bao giờ có hại. Anh, đứa em ngây thơ nhỏ bé này trông cậy cả vào anh ạ. Gì? Tôi đã nói với cậu như vậy, sao cậu còn đến đây làm gì? Cái gì đây? Bác thử mở ra xem nhỉ. Sao sổ tiết kiệm của cậu lại có tên con Linh nhà tôi ở đây? Thưa bác, đây là tất cả những gì cháu có thể làm để cho bác tin tưởng là cháu thật sự yêu Linh đến nhường nào. Cháu sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai, và chắc chắn là cháu sẽ không bao giờ để Linh phải khổ đâu. Đây là những gì mà cháu có thể chứng minh cho bác thấy cháu thật sự yêu Linh. Người trẻ các cậu cố chấp thật đấy. Cháu biết là đến giờ bác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cháu, nhưng mà cháu sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng phát triển hơn, để cho sau này Linh có một cuộc sống tốt hơn. Bác cứ yên tâm ạ. Anh Hải, sao anh lại ở đây? Sao anh đến mà không nói với em câu nào cả? Có phải là bố lại nói những lời khó nghe với anh rồi đúng không? Không, anh với bố chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà, không có gì đâu. Có thật thấy không? Thật mà. Đấy, có mỗi một mụn con gái mà lúc nào nó cũng cứ nghi ngờ bố nó đấy. Ai bảo bố lúc nào cũng cau có làm cái gì? Thôi, thì tôi cũng già rồi, cũng không còn sức để ngăn cản người trẻ các cậu nữa. Tôi là bố thì cũng chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến con gái của mình. Cậu có lòng thì tôi có dạ. Chỉ cần cậu có chí phấn đấu thì tôi cũng yên lòng gả con gái của mình cho cậu. Bố nói có thật không ạ? Hay là để tôi rút lại lời nói nhé? Không. Người làm ăn kinh doanh chỉ nói một lời thôi, nói một là một, hai là hai, bố không được rút lại đâu nhá. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Chắc chắn là cháu sẽ đem lại cho Linh một cuộc sống tốt và sẽ không để bác phải thất vọng đâu ạ. Ừ, cậu biết như vậy là tốt. Cố gắng mà làm ăn cho tốt để mà còn nuôi dạy đứa trẻ nhá. Tôi cũng chỉ có một mình cái Linh là con gái thôi. Tài sản của tôi ấy, tôi chết thì cũng không thể mang theo được. Chỉ cần cậu có chí làm ăn thì tôi cũng để lại cho cậu và con gái tôi quản lý nó. Dạ, bác ơi, cháu đến với gia đình mình là không phải là vì cháu nhòm ngó gì tài sản ở nhà mình đâu. Cháu thật sự là muốn mang lại cho Linh một cuộc sống tốt bằng chính đôi bàn tay của cháu và bằng cái trí óc của cháu, chứ không phải là vì tài sản gì của gia đình mình đâu hết bác ạ. Tôi biết, nhưng mà tôi có nói là sẽ chia hết tài sản của tôi cho cậu đâu mà cậu sốt sắng thế. Dạ, tại vì cháu sợ bác sẽ nghĩ sai về cháu. Bố ấy là thuộc kiểu người khẩu xà tâm Phật đấy, thi thoảng nói những lời hơi khó nghe một chút thôi, nhưng mà bố là người tuyệt vời nhất đấy. Anh biết mà. Bố, con biết là bố lúc nào cũng yêu thương con nhất mà. Con xin lỗi bố vì dạo gần đây con có hay nói những lời hơi gay gắt với bố. Nhưng mà bố cũng biết là con yêu bố mà đúng không? Nhưng mà nếu tôi nói không thì chị có chịu không? Cô ơi, cô để cháu nhặt cho ạ. Không dám. Cháu cứ ra kia mà ngồi chơi đi. Việc này để đấy cô làm. Không dám. Uống nước nha.
Có làm sao không hả cháu? Phụ nữ có mỗi đôi bàn tay đẹp, cháu phải biết giữ gìn chứ. Cô đau lắm không? Cô ơi, có phải là cô cũng không ghét cháu đâu đúng không ạ? Cháu có làm gì đâu mà cô ghét. Cô cũng nghe thằng Hải nó kể về gia cảnh nhà cháu. Nhà cô thì không bằng nhà cháu đâu, nhưng mà cô thấy hai đứa yêu thương nhau thì cô muốn vun vén vào cho hai đứa. Nhưng mà bố cháu thì không muốn. Cô ơi, bố cháu đồng ý cho cháu với anh Hải quen nhau rồi ạ. Bố cháu cũng đã xin lỗi anh Hải, bởi vì bố đã có những lời nói không hay với anh ấy á. Bố cháu thương cháu lắm đấy. Nếu là cô cũng cư xử như vậy. Ông bà già như cô đây này, bây giờ cổ hủ lạc hậu lắm, lại còn hay áp đặt con cái nữa. Cháu thông cảm nhá. Cháu biết là bố cháu cũng thương cháu như là cô thương anh Hải vậy. Chỉ là cách thể hiện của ông ấy hơi thái quá thôi ạ. Cô cũng chả mong muốn gì, chỉ mong hai đứa lấy nhau rồi tu trí làm ăn, yêu thương nhau. Như thế là cô mãn nguyện lắm rồi. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm á. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Nhờ sự quân sư của hai người mà cuối cùng em với Linh cũng đã đến được với nhau và cũng được sự chấp thuận của bố mẹ đôi bên rồi. Đến giờ phát cẩu lương rồi đấy à? Linh này, Hải đây tuy nhỏ tuổi nhưng mà là một người có đầu óc, xứng đáng để gửi gắm. Em biết là em chọn đúng người mà. Kiểu bố, bố nói gì đi chứ? Hôm trước tôi có hơi quá lời, bà cho tôi xin lỗi nhé. Mẹ, thế mẹ không định cho con trai mẹ lấy vợ à? Tôi cũng biết là tôi sai rồi. Hôm đó tôi nóng giận cho nên là cũng nói một số lời xúc phạm đến bố con ông. Cho tôi xin lỗi nhé. Thế thì tốt quá rồi. Con cảm ơn bố, cảm ơn cô đã tắc thành cho chúng con ạ. Đúng đấy ạ. Con cũng mong là hai bên thông gia nhà mình sẽ mãi mãi luôn hòa thuận như thế này ạ. Hải này, con sắp lấy vợ rồi đấy nhá. Phải nhớ chăm sóc vợ cho chu đáo rồi đấy. Không là đừng có trách mẹ đấy. Còn con nữa, mấy nữa làm vợ, làm mẹ rồi thì phải chịu khó học, nữ công dưa tránh, cho cẩn thận vào nhá. Cái ông này đúng là cổ hủ lạc hậu. Cái Linh ý, nó xinh đẹp, giỏi giang, lại biết kiếm tiền. Mấy cái việc ở nhà nó không biết làm ý, thì thuê người làm cũng được chứ sao. Bà nói thế là dạy hư nó rồi đấy. Có ông ý, bây giờ phụ nữ hiện đại là phải sống hiện đại, chứ không phải là theo cái thời như của ông được. Ừ, hiện đại. Nhưng mà bà tính khi nào mang chầu cau sang hỏi cưới đấy. Cái Linh nhà tôi nó có bầu rồi đấy, để lâu không được đâu. Ừ nhỉ, tôi quên béo mất cái vụ nó có thai đấy. Thôi được rồi, để ngày mai ấy, tôi đi tìm thầy bói xem là ngày nào tốt thì tổ chức cho chúng nó luôn. Làm thế nào bây giờ? Nhưng mà cái thai là giả mà. Thế thì mình phải tranh thủ biến giả thành thật thôi. Thôi mọi người dùng bữa đi ạ. Ăn thôi không nó nguội mất.